sao được, giá thuê trở về đâu đâu vậy? Đẹp, cái cây đó đẹp quá ha. Cái cây đó đẹp cực kỳ luôn á, mà giờ là anh để cho thuê chứ không có bán tỉnh nữa. Phải á, đổi dốc cầu nó phải á, mà thấy cho mai nào mà nở đẹp thiệt đẹp, còn nằm đây là biết à. Nở đẹp thiệt chứ. Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Thảo nha. Thì ở những clip trước em đã có chia sẻ về chợ hoa công viên 23 tháng 9, rồi bên bến Bình Đông cũng như là bên phố Mỹ Hưng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú thêm một cái chợ hoa mà lớn cũng nhất nhì Sài Gòn luôn, đó chính là chợ hoa Tết 2023 ở công viên Gia Định. Thì ở đây thì như mà nghe nói công viên Gia Định thì cô chú cũng biết rồi, nói chung là xung quanh là hoa rất là nhiều và hai bên công viên là đều có hoa hết. Ở đây thì em có đi tham quan sơ qua một vòng thì thấy có rất là nhiều những cái cây giống như là đào nè, tập trung từ những ba miền giống như là Bắc, Trung, Nam là đều có hết. Miền Bắc cũng có nhập hoa vào. Và ở đây thì có rất là nhiều những cái cây mai mà phải nói là tiền tỷ luôn cô chú, mà cái gốc của nó là phải gần cả 5-60 năm, cả trăm năm cũng có. Thì bây giờ là mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với em để mà mình tham quan xem cái không khí ở công viên Gia Định hiện tại như thế nào nha. Tại vì hôm nay cũng là 26 Tết rồi, rất là nhộn nhịp đó. Thì em sẽ mời cô chú anh chị và cùng đi tham quan với em nha. Như ở cái khu vực này là trồng bán rất là nhiều hoa này cô chú. Hoa này ở đây thì chủ yếu là vạn thọ và cúc với lại là hướng dương. Ở đây thì vạn thọ thì bây giờ em thấy là cũng nở rất là nhiều rồi cô chú nè. Ta cũng quấn giống như là cái bọc ni lông lại á, để cho nó không có bị ngã cái nhánh đó cô chú. Ở đây có cái hoa gì em thấy là lạ lắm nè, để em hỏi cái anh này thử phải. Nó không phải hoa hồng mà nó là, đây là hoa gì ta? Anh ơi, cho em hỏi cái hoa này hoa gì vậy? Dạ, hoa thực dược. Hoa thực dược. Dạ. Phải không? Lâu quá. Đây là hoa thực dược cô chú. Đẹp ghê luôn á. Ở đây nó còn mấy cái búp nữa nè cô chú nè. Ngoài cái hoa ấy là còn mấy cái búp nhỏ nhỏ xung quanh nữa. Hoa thực dược này em thấy là như có ba màu, màu ở ngoài đây là màu đỏ đỏ nè, ở giữa là có màu vàng với lại màu tím tím. Nó màu tím bên đây. Ôi. Hoa thực dược này chân cũng đẹp. Ở đây thì có rất là nhiều hoa luôn. Đó, bây giờ em sẽ đi quay một vòng cho cô chú anh chị xem nha. Đó, trời ơi, ớt mà cô chú. Bây giờ thì cũng bắt đầu chín hết rồi nè. Ớt tím cũng có. Rồi ớt tròn tròn cũng có, trái dài dài cũng có nè, đủ màu sắc hết. Này, bên này quá trời, bên này chín hết rồi nè. Tới nỗi mà nó nhiều trái cô chú, mà nó bị gãy cái nhánh luôn á, trái nó quằn quá gãy nhánh luôn. Ở bên đây thì có những cái chậu hoa thọ nhỏ nhỏ, rồi cây tắc này cô chú nè. Tắc này thì nếu mà cô chú nào thích mình trưng tắc nhỏ nhỏ thì có mấy cái chậu này em thấy cũng hợp lý nè. Trái nhiều quá phải cột cái nhánh lại hả chị? Dạ, trái nhiều lắm cô chú. Ở đây em thấy tắc cái đầu nặng hơn cái đít. Đúng rồi, em thấy trái nó quằn quá chừng quằn trên cái nhánh. Dạ. To nữa. Dạ. Năm nay thấy buôn bán sao chị, được hơn năm ngoái không? Năm nay hả? Dạ. Mới bán lần đầu tiên mà thấy cũng vui vẻ quá. Cũng được nè. Ủa vậy là năm nay chị mới bán luôn hả? Lần đầu tiên luôn. Mới ra lò. Dạ. Quầy của mình tên gì chị? Hả? Cái chị tên gì? Cái quầy á. Dạ chị bán, chị tên gì? Chị tên Diệp. Dạ. Ở đây là chị Diệp nha cô chú, là đây là lần đầu tiên mà chị bán hoa ở chợ công viên Gia Định này luôn. Đó. Thì ở đây em thấy chị có bán hoa tắc nè, rồi ớt, rồi rất là nhiều hoa. Thì cô chú anh chị mình có tới đây thì mình ghé cái quầy của chị Diệp để mình mua ủng hộ cho chị với nha. Ở đây em thấy là tắc này thì nhỏ nhỏ mình chưng là vừa, còn có mấy cây nó to quá thì nhiều cô chú mình thấy nó vướng á, thì em thấy mấy này nhỏ nhỏ là được nè. Cái này của mình tự làm đi bán thôi chứ không có đi mua. À là ở nhà mình tự làm đúng hả chị? À, tự làm. Dạ. Mình cái này là tắc ở đâu chị ha? Ở Bến Tre. Chợ Lách đó, chợ Lách. Hôm bữa em cũng có ghé chợ Lách. Em chợ cũng Lách có em dạ, bữa em cũng có quay ở dưới chợ Lách đó. À. Dạ. Vậy rồi ở dưới đó là mình cũng chắc có bán dưới đó luôn đúng không? Không, ở dưới làm thì lái nó đợi nó lấy hết trơn à.
tại vì mình lấy không hết thì mình phải đi bán như vậy. Dạ, là cái này là của nhà chị là tự làm rồi vừa bỏ sỉ rồi, còn cái này thì chị đem lên đây chị bán. Một chậu đây là bao nhiêu chị? Tùy theo lớn nhất là 300-350 thôi lại. Dạ. Còn rẻ nhất là 120. Dạ. Nhưng mà trái nhiều nha cô chú nha. Trời ơi cô chú chị xem này, tới nỗi mà nó quằng hết mấy cái nhánh của chị, mà bây giờ chị phải đi lấy cái cây kẽm rồi chị cột lại á. Buộc từng cây nè. Dạ. Đây là buộc từng cây lại luôn á cô chú nè. Hôm bữa em có xuống dưới Chợ Lách rồi em cũng có đi bên Sa Đéc nữa. Dạ. Sa Đéc thì dùng qua chứ nó không có. Đúng rồi, dạ. À, ở đây Chợ Lách thì chủ yếu là trồng tắc là nhiều đúng không chị? Tắc rồi. Với cây giống hoa kiển. Cây giống hoa kiển, dạ. Em thấy dọc cái đường cái Chợ Lách á, trời ơi cây kiển quá. Cảm ơn đi lên Chợ Lách đó. Dạ. Cái này là chị bán ở đây được mấy ngày rồi? Bán bữa hôm 21 âm lịch mình á. 21, dạ hôm nay là cũng dạ cũng mấy ngày, 4 5 ngày rồi. 5 ngày cho 5 ngày. 5 ngày rồi. Lên đây thấy đông vui đúng không chị? Vui, bán cũng có tiền. Dạ. Đây là cô chú này, em đi quay một vòng cho cô chú xem nha. Ở đây thì chín vàng hết rồi cô chú. Đó, mấy cái chậu, trời ơi. Cái chậu này nè. Ủa cái trái nó to không khác gì trái bút luôn cô chú. Ủa to lắm luôn đó, cực kỳ to luôn. Đây, cái cây này, cái chậu này đẹp quá nè. Ôi cô chú, tại vì cái cây này là cái chậu này nó vừa vừa rồi cô chú, nó không có quá. Trời, gãy nhánh luôn. Nó nặng quá. Cái trái này nè cô chú nè, gãy luôn cái nhánh này luôn rồi. Phải cột kẽm lại xung quanh hết. Cái chậu này đẹp ghê luôn á. Cái này là nhà của chị tự trồng ở bên Chợ Lách, xong rồi bỏ sỉ xong rồi đem lên đây bán á cô chú nè. Cô chú anh chị thì năm nay cũng năm đầu tiên chị bán ở đây, thì cô chú mình có đi mua, muốn mua tắc về chân thì mình ghé đây mình mua ủng hộ cho chị với nha, để cho chị có thể là về ăn Tết sớm đó nè. Quá chừng luôn. Cao nhất là tầm 350. Dạ đẹp. Ủa sao cái cây đó sao trái? Nhưng cái chậu đó là bao nhiêu chị? Cái cây này có 150 à. Ui rẻ hả? 150 à. Trời ơi, 150 mà quá chừng. Dạ đúng rồi, em trái quá chừng trái luôn. Cái này trái chảng chảng luôn. Dạ. Cái này là như cái cây này là mình trồng bao nhiêu tháng là nó được cái cây như vậy chị? Trời ơi, từ hồi mà chiếc mua ra rồi làm như vậy khoảng chừng giữa cây đó mà. Gần 2 năm mới ra được một cái cây như vậy. Ừ. Wow. Cũng rất là tốn thời gian luôn cô chú, phải chăm sóc kỹ lắm nha. Rồi tốn. Mình muốn đi hàng năm là mình mới phải làm dây sinh học dây chuyền. Dạ. Vừa cái này vừa cái kia. Mình đi đây chứ còn số ở nhà. Dạ. Rồi ở dưới nhà mình thì mình ngoài tắt ra thì chị còn trồng cái cây gì nữa không? Dạ không. Quảng thổ là tới mùa mình làm. Dạ. Đúng rồi, tắc là giống như là mình phải làm xoay vòng giống như cái chuyến này chị đang bán như vậy, thì chị đang ở dưới quê chị đang có một cái mẻ khác đang trồng nữa đúng không? Đúng, phải đúng xoay rồi. Xoay vòng như vậy. Ví dụ mối nó lại nó lấy cái cây chưa còn chưa làm trái cũng lấy. Dạ. Cái số nào mà mình làm trái thì mình bỏ. Dạ. Mình bỏ cho lá. Không hết thì mình đi bán. Cái cây đó đẹp quá, hay là mua cái cây đó thôi. Đẹp quá, trời ơi. Để em đi quay một vòng đi, xong rồi lát nữa em quay lại đây em xem em mua một cây về để nhà. Dạ, tại vì thấy nó đẹp quá. Tại bây giờ em đang đi quay vòng á, xíu nữa em quay lại đây em xem. Cái loại này nó lớn thì mình dễ chân nè. Dạ. Chị, nhưng mà khi cho em hỏi là khi mà mình chân xong cái này nó giống như nó chín quá, cái nó rụng đi thì cái cây này nó vẫn sống bình thường đúng không? Chăm sóc. Mình phải chăm sóc. Mình bỏ phơi nữa. Mình chăm sóc. Dạ. Để xíu nữa em sẽ quay lại. Trời mê, đẹp ha. Đẹp ghê luôn á cô chú. Trái quá chừng trái ngoài mà đẹp cực kỳ nha, cây nào cây nấy là nó đều thơm ngấp luôn á. Tới nỗi mà bây giờ cái quá chừng nặng rồi phải cột kẽm. Ủa mình có cái cỡ tắc bự hơn không chị, hay là chỉ bán cỡ này thôi? À, ở nhà mình làm cái cỡ này cho dễ bán nè. Dạ đúng rồi. Tiểu mà tắc bự cỡ tiểu mấy á mình khó bán cho. Dạ. Nên là cái này là nó vừa túi tiền. Nó vừa cái túi tiền của người giờ dùng. Mình có chừng vài 300 ngàn mua được rồi. Dạ đúng rồi. Ở đây thì cao nhất là tầm chị nói 350 phải không? Đúng rồi. Còn như cái chậu chị vừa đưa là có 150 đó cô chú, mà em thấy hả, trái quá thì trái đó nãy luôn. Đã. Rồi em cảm ơn chị nha, xíu nữa em quay lại. Dạ. Ở đây thì cô chú, ở đây là năm đầu tiên chị bán luôn, thì cô chú cái gì? Dạ. Năm nay đầu tiên vui quá, năm sau lên bán nữa nha.
năm sau là lên vui quá, năm sau lên bán nữa. À, thì cô chú ủng hộ cho chị để chị bán nhanh hết rồi về quê ăn Tết với gia đình nha cô chú. À, rồi em cảm ơn chị. Dạ đây là ớt nè cô chú nè, hay quá chừng trái quá chừng bông luôn. Cái hoa này hoa phải cẩm chướng không ta, cái hoa này cái không em không tự nhiên quên mất là cô chú nè, tự nhiên đi ngang đây cái quên mất tiêu. Ở đây thì rất là nhiều màu luôn. Cô chú anh chị, cái hoa này hoa gì cô chú anh chị comment cho em biết với nha, tự nhiên quên luôn á. Đây là cúc mâm xôi, bữa em đi chợ Lách Bến Tre thì cúc mâm xôi cũng rất là nhiều. Đây là thược dược rồi cô chú nè. Dạ dạ. Ở đây là cúc. Bây giờ là cũng tầm 26 Tết rồi đó cô chú, cho nên là nó cũng bắt đầu nở rộ ra nhiều rồi. Cái này mình trưng Tết là đẹp luôn. Ở đây cũng có mai của chú, mà mai đây thì cũng mai nhỏ. Dạ em chào anh. Hoa này ở đâu lên vậy anh? Bến Tre lên. Hôm bữa em cũng đi ở chợ Lách Bến Tre, phải chợ Lách không? Đúng rồi. Chợ Lách. Dạ hôm bữa em cũng có xuống chợ Lách để quay. Mình bán đây mấy ngày rồi anh? Mới lên hồi khuya. Dạ, năm ngoái mình có bán ở đây không? Ủa? Năm ngoái bán đây luôn. Năm nào cũng bán đó. À, vậy mình bán đây được bao nhiêu năm rồi? Năm nay nó là 5 năm rồi đó. 5 năm. Dạ. Thấy tình hình năm nay buôn bán so với năm ngoái thì sao anh? Có khá hơn không? Thấy hiu rồi đó. Hiu rồi đó. Không, chắc chưa, tại vì ở đây thì đúng rồi. Dạ, năm giờ này chưa. Dạ, tại vì hai mới cũng có 26 thôi, nhiều cô chú cũng đi mua trễ. Đúng rồi. Cái này là hoa, vậy là nhà anh trồng luôn đúng không? Nhà làm đúng rồi. Nhà làm hết rồi. Ở đây có cúc mâm xôi, hôm bữa em cũng mới xuống dưới chợ Lách, em quay ở dưới chợ Lách đó, thì thấy cúc mâm xôi rồi thọ rồi dưới đó quá chừng. Chủ yếu là dưới đó là em thấy thọ là nhiều ha. Thọ là nhiều nhất. Thọ với cúc mâm xôi với cúc Hà Lan nè. Cúc Hà Lan là cái đây hả anh? Cái này là cúc Hà Lan. Cái này là cúc Hà Lan vậy, cái chậu mà thiệt to mà giống vậy là cúc gì anh? Khác nữa. Khác nữa hả? Có gì gọi là khác nữa đó. Dạ. Mai này của mình luôn hay của người khác anh? Ôi, bên này có cái hoa gì đó đỏ. Cúc đỏ của anh á. Cúc đỏ của anh hả? Cho em quay xíu nha. Để em. Ủa, mình tên gì anh? Em tên Thanh. Anh Thanh đúng không? À, cô chú ơi, cái này là quầy của anh Thanh. Thì hoa này là nhà anh làm hết ở dưới Bến Tre á. Thì em thấy là hoa đỏ rất là đều và rất là đẹp luôn. Thì cô chú anh chị mình có ghé ngang đây thì ủng hộ cho anh nha. Đây là cái hoa này. À, để có thể là về sớm ăn Tết với gia đình đó. Tại vì năm nay thì buôn bán thì em thấy cũng, nói chung là cũng vắng hơn mọi năm. Nhưng mà nhiều khi là biết đâu gần những ngày cận Tết thì cô chú sẽ đi mua nhiều hơn thì sao? Cái này là hoa thọ, hoa gì? Cúc thọ. Là nó lai giữa cúc với thọ hả? Nó vừa giống cúc mà nó vừa giống thọ. Nó hai đầu tên, một cái là kêu mặt cọp. Cái gì anh? Mặt cọp. Mặt cọp. Dạ. Nó đủ màu quá đó. Dạ. Cái kế mâm xôi nó đủ màu. Đủ màu. Ủa anh lên đây bán một mình hả? Mình hả? À. Một mình hả? Rồi tối ngủ lại ở đây để canh luôn đúng không anh? Thức luôn rồi, thức. Tới giờ, xuống xe thức tới giờ luôn á. Sao vậy, không ngủ được hay sao hay là? Không ngủ được. Tới 3 giờ đây tập thể dục rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ở đây thì công viên này thì cô chú tập thể dục là nhiều. Dạ. Không ngủ được. Người thọ của bên kia. Dạ. Của anh là từ vàng này qua thôi đúng không? Dạ, đó, đó, đó rồi. Dạ. Ở đây như cái này thì mình bán bao nhiêu chậu anh? Chậu 100.000 chậu. Ôi, quá chừng hoa luôn cô chú, mà nó rất là to nha. 100.000 chậu vậy đó. Đó. Ở đây thì trong cái những cái video thì em có gắn số điện thoại của em, thì nếu mà cô chú mình không có tìm được cái quầy của anh đó thì cứ liên hệ anh, nãy anh nói anh tên gì em quên rồi. Thanh. Anh Thanh thì em sẽ chỉ cái chỗ đó cho cô chú anh chị tới mình mua, mình ủng hộ cho. Số lô là để em quay luôn đi. Số lô 187 anh Thanh, thì em thấy hoa 100.000 một chậu như vậy là rẻ lắm luôn cô chú, mà tại vì cái hoa của nó nè rất là to và nó nở rất là đều, rất là đẹp luôn, và còn những cái búp nhỏ nhỏ chưa có ra nữa nè. Đó, cái này là mình trưng chắc cũng phải qua Tết anh không? Qua rằm rồi luôn á ha. Thì hoa thọ này nó lâu tàn mà. Cho em cảm ơn anh nha. Cho em quay cái cúc đỏ đó xíu nha. Được không anh? Dạ dạ em cảm ơn anh. Cái này em nghĩ chắc cũng phải để dây vậy luôn chứ không có dám cắt ra đâu. Cắt ra cái nó gãy liền luôn á. Nó gãy cái nhánh liền luôn, quá trời cái cành luôn. Ở đây thì mấy chị tới đây, mấy cô tới đây để mà chụp hình Tết nè, chụp hình xuân nè. Dễ thương quá cô chú. Mặt
áo dài để tới đây chụp với hoa nè. Ở trong này thì cái gì chứ hoa là không thiếu. Đây là mấy anh chị đi mua hoa nè. Bây giờ thì cũng nhộn nhịp với cô chú, tại vì cũng 26 Tết rồi. Cái khu bên này có vẻ tấp nập và nhộn nhịp hơn. Và tắt quá chừng đã luôn, vàng ươm luôn. Tắt này hình như là em nghe nói là ở Hà Nội sao cô chú, tại vì ở trong mình là không có. Này là nhờ ở nhà Hà Nội vận chuyển vào á. Trái quá chừng trái luôn. Đẹp quá, giống như kiểu như tự nhiên cái lá nó màu xanh xong nguyên ở ngoài là nó bao phủ bởi cái màu vàng cam của cái tắc á. Nhìn nó rất là hay và rất là đẹp luôn. Ở đây là em thấy có chậu nhỏ nữa nè. Có mấy cái chậu nhỏ nhỏ nè cô chú, mình có thể mua về mình trưng trên bàn nữa đó, nếu mà cô chú nào không thích những cái cây to. Ôi ớt cà chua. Ôi cái cây ớt gì mà trái quá thường trái. Bây giờ ở trên trái nó tập trung ở trên cái ngọn không cô chú, chứ ở dưới ở không có. Rồi rồi cứ việc lấy ra cái khác đi. Chị ớt thì ớt cà chua phải không chị? Đúng rồi. Dạ. 45.000 một cây. Ở đây có 45.000 một cây thôi nha cô chú. Mà trái em thấy là trái quá chừng luôn nè. Đây. Nó tập trung ở trên cái ngọn không mà chị ha, dưới thân nó không có mà đẹp ghê. Có lá nó. Dạ, ở dưới nó có lá thôi. Rồi không để ra. Để em lấy cái cây trống cho. Ôi mầm gà. Để qua bên đi rồi mình đi. Bên này có mai nè cô chú nè, bên này là mai thì mấy cái chậu cái này nhỏ nhỏ mình dễ trưng, cái loại nhiều khi cũng hợp với cái giá tiền bất rất là nhiều luôn á. Ở trên này thì thấy đông vui nè cô chú nè, ở bên này có vẻ nhộn nhịp. Hôm nay công viên em thấy có đông nha, tại vì giống như là cũng cận Tết rồi, cũng đi mua, cô chú cũng đi mua hoa rồi, cũng đi chụp hình Tết nè. Em thấy hôm nay công viên rất là đông luôn. Nhìn xung quanh là toàn những cái tà áo dài trắng vàng xanh. Mai đi đâu là cũng thấy mai hết, giống như riết là bị ghiền luôn cô chú, tại vì lúc đầu thì mình không có rành nhưng mà sau khi mình biết á, nên như cái clip trước em có chưa cập nhật cái clip mai lên á, nhìn mê luôn. Thì đi coi rồi mua 12 ba chậu đó. Ở đây là mai nè cô chú nè. Ở đây thì mấy cái chậu mai nhỏ nhỏ nhưng mà em thấy là đang bắt đầu nở rồi đó cô chú, bung hết cái búp ra rồi, bung búp từ từ ra luôn rồi. Ở đây thì em ra gần tới bên cái phía ngoài đường á cho nên sợ nó có hơi ồn thì mong cô chú anh chị thông cảm nha, tại vì xe cộ qua lại á sợ nó sẽ bị ồn. Nhưng mấy cái chậu này là nở ra đẹp hết rồi nè, mấy cái chậu nhỏ nhỏ rồi cô chú. Nhỏ nhỏ nhưng mà uống rất là đẹp luôn.
bên đây có một cây mai phải 2 mét hơn. Bây giờ em sẽ đi qua phía bên kia đường nha. Qua trước khi qua bên đường thì em cho cô chú anh chị xem cái cây này nè cô chú. Cưng ha, nhỏ, cái chậu nhỏ nhỏ mà cưng. Qua bên đường thì bên này chủ yếu là mai nè cô chú, mai rồi cũng là những cây, nói chung là hoa thôi, chợ hoa thì chủ yếu là hoa, nhưng mà mai ở đây rất là đẹp nha. Hôm qua giờ là em cũng có quay cái clip mai cho cô chú xem rồi đó. Ở đây thì về mai là em nói phải nói là đúng đẹp luôn. Cái cây này mà mua là đúng xứng đáng tiền luôn cô chú. Cái bao nhiêu bấp quá chừng luôn. Ở đây thì em thấy là có chậu sẵn hết luôn rồi đó. Mình có thể là mua hoa về là có sẵn chậu này nè, về mình chỉ trưng thôi. Tại vì có nhiều chỗ em thấy là mai là giống như tùy loại á, không có cái chậu á, là mình phải mua thêm cái chậu để mình bỏ vào. Trong này là bây giờ em thấy là bắt đầu nở rồi. Hôm qua em cũng có đi qua đây thử một vòng trước thì cũng quay rồi đó cô chú, nên nó chưa có nở nha. Hôm nay em tới thì thấy nó là nở ra rất là nhiều rồi. Cây nào cây nấy họ cái gốc họ quá chừng to. Ở cái clip trước á thì em có quay nguyên một cái clip về mai thôi, thì cô chú anh chị mình có thể là lên cái clip đó để mình xem mai nha. Còn này thì em đi một vòng qua cho cô chú anh chị xem lại thôi, tại ngày hôm qua cũng đã quay cận cảnh rồi, để thời gian em đi qua những cái cây khác cho cô chú anh chị xem. Cái này 20 triệu, cái chậu này là 20 triệu đó cô chú, cái này là 35, cái này là 200 triệu, cái này là cho thuê là 25 triệu đó cô chú, mình có thể là thuê rồi mình chung cũng được. Này là vườn mai Hân Thịnh, mình có thể tới đây để mà mình lựa mình mua. Ở đây là chị đang tỉa bớt những cái đọt rồi cô chú. Ở trong này có một cái cây mai vàng ở trong này nè. Ô nó nở quá trời, nở luôn bên đây nè cô chú nè. Ở trong này cái cây mai đó là em thấy là quá trời đẹp luôn á. Chủ em thấy mai thì mai kiển thì đa số là cô chú làm theo giống như cái hình cây thông của cô chú, cây cảnh á. Nên là giống như nó những cái tầng cây như là như cây thông vậy đó. Ở đây mấy cái chậu quá, mấy cái chậu là thấy là đáng tiền rồi đó cô chú, quá là to luôn. Ở đây em thấy là cũng có thuê, cho thuê đó cô chú ơi. Mình không muốn mua, mình không, ví dụ như cái mình thấy chi phí cao quá mình không có mua được đó, thì mình có thể là thuê về mình chưng nha, thuê về chưng xong rồi qua Tết thì mình trả lại. Bên đây có hoa giấy cô chú, hoa giấy nói chung là ngũ sắc cũng có, mà một màu hai màu cũng có, nói chung là người ta ghép rất là nhiều, mình có thể là tùy ý lựa chọn.
đẹp. Mấy cái cây mai này nó có một cái thân lên thôi cô chú, thẳng đứng lên luôn mà nó xòe ra từng cái nhánh đó. Đặc trưng ở đây là em thấy giống như là mai. Trong khi có chị kia đang chắc đang muốn mua cái cây đó đẹp. Cái cây đó nó tuy nó nhỏ nhỏ, nó mảnh mảnh nhưng mà nó đẹp. Búp nhiều. Cái cây này hôm qua là em có quay rồi đó cô chú, nó không có nở nhiều như vậy đâu mà bây giờ hôm nay cô chú anh chị xem nó nở nè. Như nhìn xa như mai giả. Thiệt, nhìn xa là giống như mai giả, tại vì đâu có nghĩ là mới giờ mà nó nở nhiều đâu cô chú, nhưng mà thật ra là mai thiệt á. Mai giả là mình ghép chưa chắc là được như vậy đâu. Wow, ong rồi nó. Đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Đẹp ha. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó nở vậy là hơi sớm đúng không cô chú? Nó giống như nó nở vậy là sớm, là mình không có chân được Tết lâu nè. Trời ơi. Ôi nó nở mà nó còn quá chừng búp luôn á. Ai đi ngang rồi cũng phải ngắm nghía cái cây này. Cái này mà hả Tết mà mình chân ở trước nhà trong nhà thì còn cái gì là bằng nữa đúng không cô chú? Wow, quá trời đẹp luôn. Bên đây cũng vậy nè. Bên này thì chưa có nở nhưng mà búp rất là nhiều. Ở đây thì trên này em thấy là hôm qua là cũng có một cái vàng mai mà là 900 triệu một cây nè. Hôm qua là em có quay 800, 1 tỷ 600. Hôm nay là em sẽ đi vòng vòng bên đây có một cái chậu. Đây là cũng có một cái mai mà 900 triệu một chậu nè cô chú. Đây là anh này đang chắc đang phun thuốc cho sâu nó không có ăn cái phá cái búp á. Này cho em nghĩ là cũng lâu lắm rồi, tại vì mai ở nhà mình trồng á, là mình trồng ở ngoài đất của cô chú, cái cây nó chút xíu à, mà để được cái thân như vậy là cái gốc như vậy là nó cũng phải là trên 50 năm á. Chậu này đẹp hay hay á cô chú ha. Ở đây nó giống như kiểu cái rễ quá chừng luôn, cái gốc thì thiệt to, lên trên thì nó có mấy cái nhánh xè xè rồi thôi, nhưng mà búp cực kỳ đều. Thanh Hòa nha cô chú. Ở đây là có số điện thoại luôn. Ở đây thì chuyên là mai ghép rồi cho thuê mai nè. Đó thì cô chú mình có thể là liên hệ số điện thoại này để mình tới mình xem mai, mình mua mai nha. Ủa mấy cái gốc mai này. Bên này cái gốc bên này cũng đẹp nữa. Ở đây chắc em nghĩ cho cũng có mai siêu bông đó cô chú. Cái này đẹp nè, cái này rất là đẹp luôn. Cái này cũng lạ, cái này góc này cũng lạ. Ra 5 giờ đi ra luôn hả? Ồ, cái này nè, cái này nhìn nó giống như kiểu nhiều ha, cái thân của nó thì có một cái thân lên thôi nhưng mà nó xệ ra rất là nhiều cái nhánh luôn á cô chú. Em sẽ đi tiếp nha. Đẹp, cái cây nó đẹp quá ha. Cái cây nó đẹp cực kỳ luôn á. Mà giờ là anh để cho thuê chứ không có bán tại nó. Phải á. Đổ dốc cầu nó phải á. Mà thấy cái mai nào mà nở đẹp thiệt đẹp. Còn nằm đây là biết à. Nở đẹp ở đây hai bên là đều có bán hoa hết. Giờ là sẽ đi lên cái cầu vượt để mà đi qua bên đường. Wow, đứng ở trên đây nhìn xuống là cực kỳ đẹp luôn.
nguyên một cái sắc, đứng ở đây nhìn xuống là nguyên một cái đầy đủ sắc màu đó cô chú, hoa gì cũng có mà rất là mà rộng và rất là đẹp luôn á. Ở trên cao mình nhìn xuống á, thì mình sẽ thấy được bao quát luôn, cực kỳ đẹp đó cô chú anh chị, thấy không khí ở đây không? Rồi em đi lên trên cái cầu này nó rác quá chừng là cao. À, bây giờ em sẽ đi tiếp qua phía bên bên công viên bên này cho cô chú xem nha. Này là bên hướng cầu vượt đổ xuống nè cô chú, này là từ từ bên chỗ Gò Vấp á, này là đi về hướng sân bay. Đứng từ ở đây nhìn xuống nè cô chú, qua xe cộ thì qua lại tấp nập, hai bên đường thì bán rất là nhiều hoa mà đủ màu sắc hết, nhìn giống như là kiểu nó Sài Gòn mình bây giờ là không khí là rất là nhộn nhịp rồi, không khí Tết rất là nhộn nhịp cô chú thấy không? Ở bên dưới này nè bán rất là nhiều hoa luôn, mình từ trên cao mình nhìn xuống như vậy thì mình sẽ ngắm được giống như là khung cảnh toàn ở cái công viên này luôn cô chú. Bây giờ là 26 Tết rồi thì cô chú một cũng về quê để mà ăn Tết á, thì cũng xe ở đây nó cũng thư thớt hẳn đó. Bây giờ thì đa số là mọi người cũng về quê hết rồi. Đây thì chợ hoa ở bên trong đó cô chú, đó ở bên trong là một phần là đi chụp hình nè, rồi một một số cô chú anh chị thì đi mua hoa về trưng đó. Hai bên đường là đều có hoa hết, cho nên là cô chú mình tới đây để mình tham quan thì mình đi đi hai bên đường để mình tham quan cho hết nha, rồi mình có thể là mình chụp hình được nhiều cái tấm đẹp. Em đã qua phía bên đường rồi cô chú, bên này thì em thấy là có tắc nè, rồi có đào. Đào này thì ở ngoài ngoài Bắc đó cô chú, ở ngoài Bắc vào á. Nhưng mà bây giờ là cũng nó đang còn trùm bao cái bao ni lông lại á, cho nó không có bị rụng cái búp cái hoa, với lại là nó không có bị chiếm diện tích. Ôi quá chừng luôn. Ủa, tắc ở đây là ngập tràn luôn cô chú, quá chừng tắc. Cây nào cây nấy hả, nó xum xê mà nó quằn cái nhánh cái ngọn xuống nè cô chú nè. Đúng là cái ngọn nó nặng hơn cái gốc luôn á, trái quá chừng trái. Như mấy cái cây tắc này là mình về mình chân được lâu nè, tại vì nó chưa có chín đó cô chú. Tầm khoảng tới mùng 1 là nó chín là vừa, là mình chân lại em nghĩ là cũng khá là lâu luôn á. Ở đây thì tắc lớn có những chậu nhỏ nhỏ thế này, mình có thể là cô chú mình có thể lựa, mình thích chân cây nhỏ thì mình mua. Đây là cúc mâm xôi, quá chừng búp luôn. Này chắc cũng ở Bến Tre quá cô chú, ở cũng ở chợ Lách Bến Tre quá, tại vì xin chào anh. Năm nay bán được không anh? Được. Năm ngoái anh có bán đây không? Có. Có hả? Mình bán đây lâu chưa? Bán 5 năm. Cái này phải ở Bến Tre lên không anh? Bến Tre. Bến Tre. Tại hôm bữa em có đi Bến Tre, em cũng có quay dưới đó, xong rồi thấy dưới đó là trồng hoa thọ rất là nhiều. Cái này là mình bán bao nhiêu một chậu anh ha? 200. Cái rạp sạp của mình là số 33 đúng không? Dạ. Thì cái chỗ anh bán là ngay chỗ cái chân cầu mình đi bộ qua đó cô chú, số 33, cô chú có thể tới đây mua hoa để mà ủng hộ cho anh nha. Tại vì em thấy ở đây hoa nở rất là nhiều. Hôm bữa em đi chợ Lách là em thấy chỗ đó có cúc mâm xôi nè, rồi hoa thọ nè, với lại tắc, rồi chuỗi cây kiển nữa. Dạ. Xuất kiển. Xong rồi cũng có xuống dưới đó quay, rồi cũng có đi mấy cái chợ như Sa Đéc rồi nữa. Sa Đéc làng hoa. Dạ đúng rồi, làng hoa. Mà Sa Đéc nó không có đẹp. Dạ. Ủa anh bán già tới đây luôn hả? Là ra tới ngoài đường luôn đúng không? Dạ. Cái này là cúc tím không anh? Cúc tím. Tại vì em đi những cái chợ hoa bên kia thì không có thấy. Có qua bên đây là mới thấy cái cúc tím này nè. Cái này là cúc tím không anh? Cúc tím. Tại vì em đi những cái chợ hoa bên kia thì không có thấy. Có qua bên đây là mới thấy cái cúc tím này nè. Còn cái giấy này chắc ở Phú Sơn quá ta. Dạ Phú Sơn. Dạ. Anh bán ở đây tới bữa giờ lên được mấy ngày rồi ta? Bữa hôm 2 nay 4 ngày. 4 ngày.
tối là mình phải ngủ lại đây luôn, mình coi hoa luôn đúng không? Cũng cực quá anh ha. Dạ dạ, cô chú mình tới quầy cái rạp số 33 ngay chỗ cái cầu đi bộ qua đó, cô chú ủng hộ cho anh đó nha. Em thấy hoa ở đây rất là đẹp nè, em cảm ơn nha, chúc anh là bán mau hết hàng về quê ăn Tết nha. Dạ, ở đây là hoa giấy. Ở đây là có tắc nè cô chú nè. Đó, bên này thì tắc là nhiều, có ốt nữa. Ồ, cái tắc này đẹp. Cô chú nè, xem là cái cây nó nhỏ xíu, phải chống thêm một cây tre ở giữa nữa. Tại nó quá là nặng. Tiếp tục lại là mai. Quá chừng mai luôn, mấy cái gốc mai này là phải nói khủng bố luôn. Gốc này bự hơn nữa cô chú. Ở đây thì có những cái linh vật đó cô chú, linh vật đó bên này nè, mình tiểu cảnh á, mình có thể là vào mình chụp hình. Nhìn xa xa tưởng mấy cái quýt nhỏ cô chú, quýt đỏ và nhỏ, nhưng mà không phải nha, cây này là cây tắc. Qua vô sau trái đã ghê. Dạ em chào chị. Tiết cũng lạnh nó, cho nên là đào năm nay nó không có kiểu nó không có nhiều như mọi năm, tại vì thời tiết nó cũng xấu á. Ở trong này thì cái chỗ này thì chuyên bán đào, cái này phải cột là vậy chứ bung ra là không có chỗ để hết luôn á ha. Nó rộng lắm, cái tán của nó là dài và rất là to.
Ô, sao nó có cái hoa có hai màu hả ta, cái màu hồng đậm với lại hồng vàng. Thì nãy giờ em cũng đã quay và cập nhật cho cô chú anh chị biết về cái không khí ở bên công viên gia đình rồi, thì đang rất là nhộn nhịp luôn. Thì cô chú ơi, mình có thể là tới đây để mình chụp những cái tấm hình Tết nè cùng với gia đình bạn bè để mình làm kỷ niệm, cũng như là mình tới mình mua hoa giúp cho những cô chú anh chị tiểu thương ở đây để mà mau bán hết sớm rồi về ăn Tết với gia đình nha. Thì em sẽ kết thúc video này tại đây và sẽ cập nhật những cái cây mai kiển độc lạ, rồi những cái cây kiển độc lạ và những cái chợ hoa ở Sài Gòn để cho cô chú anh chị cùng xem. Thì cô chú anh chị cho em xin một cái lượt like cũng như là một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để em có nhiều động lực đi quay nhiều cái cảnh đẹp cũng như là nhiều cái nơi mà có đồ ăn ngon gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Còn bây giờ thì chúc cả nhà năm mới có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an cũng như là vạn sự như ý. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.